chào tất cả các bạn các anh chị. Hôm nay xin phép giới thiệu với các bạn các anh chị chiếc xe Honda AB 125 đời 2014. Honda Ly. Honda AB 125 2014. Em này nó có cái màu đỏ đen. Rất là nam tính nha các bạn. Xe này thì 125 chạy rất là mạnh mẽ và đặc biệt là nó rất là bền. Và cái xe này thì phù hợp cho cả nam cả nữ, nói chung là đặc biệt là các bạn sinh viên và các bạn làm văn phòng thì đi cái này thì nó rất là phù hợp, bởi vì nó rất là cơ động và nó bền. Nói chung là nó bền, đặc biệt là nó có cái thùng xung cấp rất là to đặc luôn, có thể mình đựng được khá là nhiều đồ, nhiều giấy tờ mô tô hay là giấy tờ công chứng cái này thì rất là nhiều, và để trong cái thùng nó bảo hiểm áo mưa hay là công cụ những cái vật phẩm vật hỗ trợ mình công việc nhà như khi đi làm ở các bạn để vô đó cũng rất là tiện. Em này mang biển số 59F144487 và với một chiếc xe Honda AB 125 khá là liền lạc sạch đẹp, máy móc thì rất là êm nha các bạn đó. Máy móc thì rất là êm, vấn đề này máy móc rất là êm. Thank you.